không chỉ có những địa phương nằm trong vùng quy hoạch dự án điện gió phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ bãi thải của các dự án này, mà hiện nay những vùng không có dự án điện gió nào hoạt động cũng đang phải khổ sở vì đất sản xuất của bà con đang nằm sâu dưới đất đá từ các bãi thải điện gió gây ra. Những cánh đồng bị bồi lấp bởi đất, đá, những ao cá chẳng thể phục hồi đang làm cuộc sống, nguồn sinh kế của người dân ngày một trở nên khó khăn hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thị trấn Khe Sanh, địa phương không có bất kỳ một dự án điện gió nào được triển khai, nhưng lại có đến 38 hồ bị ảnh hưởng nặng nề từ các bãi thải của dự án điện gió Amakao. Hàng chục thửa ruộng và ao cá của bà con nông dân, kể sinh nhai duy nhất của họ, cứ thế bị nhấn chìm trong đất đá sau những trận mưa lớn. Để khắc phục hậu quả, công ty Amakao đưa ra mức hỗ trợ cho toàn bộ diện tích cây hoa màu, ao cá, ruộng lúa của người dân là 4.000 đồng trên 1 mét vuông. Trong khi đó, phần lớn diện tích đất đai này của người dân là không thể phục hồi, hoặc nếu muốn khắc phục để sản xuất thì cần số tiền gấp hàng chục lần mức hỗ trợ. Hỗ trợ như thế thì nó chưa đạt so với cái yêu cầu thực tế thiệt hại của gia đình. Đến giờ thì vẫn chưa khắc phục được. Tại vì thứ nhất là mình chưa có vốn. Và thứ hai nữa, nếu mà mình khắc phục thì liệu cái môi trường nước ở đầu nguồn thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ còn bị ảnh hưởng. Đối với người đồng bào dân tộc thiểu số thì ruộng lúa thì đó là được coi như một tài sản rất là quý quan trọng đối với các bà con. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cái bị ảnh hưởng của sự bồi lấp của công ty điện gió thì thứ nhất là cái sản lượng của lương thực của bà con thì nó bị sụt giảm và không đảm bảo được cái cuộc sống của bà con. Thì cái ảnh hưởng thứ hai nữa là giống như cái thời gian vừa rồi, trong mùa vừa rồi thì phần lớn ruộng là không tiếp tục canh tác, cho nên dẫn đến thì một số hộ gia đình thì sẽ có tình trạng là thiếu lương thực. Trước những thiệt hại mà các dự án điện gió gây ra trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã nhiều lần thông tin. Và ngày 22 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị có công văn số 6537 UBNJKT yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời có giải pháp xử lý cụ thể, kịp thời để người dân có đất sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đến nay, một phương án tối ưu sớm khắc phục cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện là điều chưa thể triển khai và cũng không biết đến bao giờ mới có thể triển khai. Về chủ trương của huyện là chỉ đạo đối với các phòng ban cũng như là các xã và các công ty điện gió là trên cơ sở các phương án sản xuất mà của tỉnh đã phê duyệt là về cái hỗ trợ thiên tai năm 2020 để làm cơ sở để hỗ trợ cho bà con trong đối với các cái diện tích bị ảnh hưởng nhằm là bà con là có cái điều kiện khôi phục lại cái đất sản xuất. Thứ hai nữa là ổn định được cái sản xuất ít nhất là trong vòng 3 năm. Sự có mặt của các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh đã đóng góp rất lớn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của dự án đến đời sống và người dân cũng là điều cần phải được khắc phục nhanh chóng. Bởi người dân không thể cứ mãi sống dựa vào số tiền bồi thường, hỗ trợ từ dự án điện gió mà cần phải được canh tác trên đồng ruộng của mình, sống bằng sức lao động của mình và phát triển dựa trên những gì mình đang có.